Chào bạn, tôi biết rằng bạn đang ngồi xem video này, chắc hẳn bạn đang muốn nhận một giá trị gì đó từ video này. Tôi rất trân quý điều đó, và tôi cũng vậy. Tôi ngồi đây là để mang lại giá trị đó cho bạn. Tôi đang trên đường đến cột mốc 100.000 người đăng ký. Nếu bạn chưa bấm nút đăng ký kênh, bạn hãy giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn bạn vì điều đó. Giờ đây tôi có thể cho đi những kiến thức của mình. Rồi, xin chào tất cả các anh em đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em một cái video nữa rất là hữu ích cho tất cả các anh em. Đó là cái xe chúng ta, hệ thống phanh lốc kê nó hoạt động như thế nào. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, những thành phần nào để cấu tạo nên có một cái hệ thống phanh lốc kê ha. Đây là bầu lốc kê các anh em. Xe chúng ta hệ thống phanh hơi hay được gọi là hệ thống phanh khi nén, thì nó sẽ có hệ thống được gọi là hệ thống phanh lốc kê. Và hệ thống phanh lốc kê này nó bao gồm những cái thành phần nào thì ở video này sẽ có cho tất cả các anh em, và nó hoạt động như thế nào thì sẽ có cho tất cả anh em, để các anh em mình có thể biết được, chúng ta có thể sửa chữa được ha. Rồi, hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em là sinh viên, tất cả các anh em là thợ sửa chữa ha. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và anh em nào cần phụ tùng vật tư của hệ thống phanh khi nén thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu chuyện rằng là cái thành phần cấu tạo của hệ thống phanh lốc kê nó như thế nào. Đầu tiên của một hệ thống phanh khi nén là bao gồm một cái bơm hơi, sẽ có bơm hơi. Và một cái thành phần thứ hai đó là cái những bình hơi để chứa. Ví dụ bình hơi này là chứa cho phanh lốc kê, bình hơi này dùng cho phanh bánh trước, bình hơi này dùng cho phanh bánh sau. Đó, thì nó sẽ chia ra làm như vậy các anh em. Số lượng bình hơi này còn lớn thì cái số lần đập phanh chúng ta nó sẽ còn nhiều lên, nó sẽ còn tăng lên. Cho nên các anh em mình muốn chế được cái hệ thống phanh mà muốn cho tăng số lần đập phanh lên thì chúng ta chỉ cần thêm bình hơi nối tiếp cho tất cả các loại bình này. Đó, thì cái thành phần thứ hai là cái bình hơi ha. Rồi, cái thành phần thứ ba đó là trên cabin chúng ta, đó là một cái tay kéo lốc kê. Đây, cái tay kéo lốc kê của xe ha. Đây các anh em, đây là cái tay kéo lốc kê, chúng ta nhấn vào là chúng ta nhả lốc kê ha. Và chúng ta kéo ra như thế này là kéo lốc kê ha. Chúng ta cứ nhấn vào là nhả lốc kê, chúng ta kéo ra là kéo lốc kê ha. Đó, chúng ta nhấn vào thì xe chúng ta mới lăn bánh được, và chúng ta kéo ra như thế này là xe chúng ta dừng lại. Đó, thì cái hệ thống, cái thành phần tiếp theo đó là cái tay kéo lốc kê này. Nguyên lý hoạt động của nó rất là đơn giản, mình cũng đã làm cái nguyên lý hoạt động rồi, và mình cũng có đã làm về cái van sửa chữa của cho cái van này rồi. Anh em nào chưa bấm đăng ký kênh đó, thì hãy bấm nút đăng ký kênh, thì YouTube người ta sẽ đề xuất để cho tất cả các anh em mình xem. Đó, cho nên các anh em mình biết ha. Tiếp theo là một cái thành phần rất là quan trọng nữa, thì cái tay kéo lốc kê này nó sẽ chia hơi xuống một cái van chia, được là van chia lốc kê ha. Một cái van chia lốc kê nằm đây các anh em, nó nằm đây ha. Đó, nằm trong này van này các anh em đây. Ok, van này khi mà tay kéo lốc kê chúng ta thì nó sẽ vào cái ống hơi trên này ha. Đấy, cái ống hơi trên này thì khi chúng ta nhả lốc kê thì ống hơi này nó sẽ có hơi xuống ha. Và sau đó là nó sẽ làm cái piston chúng ta mở ra, piston mở ra thì hơi nguồn từ bên trong này này nó sẽ vào và nó phân phối ra cái đường ống này ha. Và nó đi xuống cái bầu lốc kê này các anh em, đây đây mình thấy không, nó phân phối này, phân phối ra này, đây này, đây này các anh em ha. Đấy, thì nó sẽ đi xuống cái bầu lốc kê chúng ta, nó nhả cái phanh lốc kê chúng ta ra để xe chúng ta chạy ha. Đây, nó sẽ nhả cái lò xo dưới này các anh em. Đây, cái ống lốc kê là cái ống này các anh em. Đây, trên bầu lốc kê chúng ta sẽ có hai cái ống ha. Một ống là ống phanh này, một ống này là ống lốc kê này. Đấy, thì ống hơi khi chúng ta nhả lốc kê thì hơi trong này nó sẽ đi vào trong này. Đó, vào trong này thì nó sẽ nén cái lực lò xo bên trong này lại nè. Bên trong này có một cái lò xo rất là lớn nha các anh em. Khi chúng ta hơi nó vào thì nó nén cái lực lò xo bên trong này lại, thì nó sẽ rút cái giò đá này lên này, rút cái giò đá này lên thì làm cho xe chúng ta lăn bánh được. Đấy, còn khi chúng ta kéo lốc kê thì hơi nó không vào cái van kia nữa, thì cái lực lò xo này nó sẽ không còn hơi đi vào đây nó tống được nữa, thì nó lực lò xo này nó sẽ tống ra ha. Tống ra thì nó làm cho xe chúng ta dừng lại, nhờ cái cơ cấu cơ khí là cái lực lò xo bên trong này nó tống ra, và nó làm cho xoay cái trục cơm xe tâm này ha, và làm cho xe chúng ta phanh lại ha.
nãy. Đó là cái cấu tạo và cũng như là cái nguyên lý làm việc của cái hệ thống phanh tay, hay được gọi là hệ thống phanh lốc kê xe tải ha. Thì đây là dòng xe đầu kéo thì nó sẽ phức tạp hơn một tí, thì nó sẽ có thêm cho điều khiển cho remote nữa. Nhưng mình muốn nói ở đây rằng là cái hệ thống phanh lốc kê của xe nào nó cũng có nguyên lý hoạt động như nhau, như cái mình đang hướng dẫn cho tất cả anh em. Đó là nó sẽ có bình hơi, nó sẽ có tay kéo lốc kê, nó sẽ có van chia để xuống tới cái bầu lốc kê này. Đấy, và nó sẽ có bầu lốc kê 2 tầng. Đây là bầu 2 tầng nha các anh em. Bầu này rất là nguy hiểm. Các anh em mình muốn thay cái màn da của cái bầu này thì hãy xem cái kênh của mình. Trên cái video của mình có hướng dẫn thay cái bầu màn da này, hướng dẫn thay cái màn da này một cách chi tiết cụ thể. Đấy, tại vì cái này các anh em mình làm nó rất là nguy hiểm, nó sẽ gây sát thương cho các anh em nếu các anh em mình không biết kỹ thuật làm ha. Rồi, hy vọng rằng là cái video này hữu ích cho tất cả các anh em. Video này ngắn thôi nhưng mà sẽ chứa đựng nhiều thông tin để các anh em mình có thể nắm được là hệ thống phanh lốc kê chúng ta nó hoạt động như thế nào ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.